Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ được thấy PowerPoint bây giờ nó kinh khủng đến như thế nào. Đầu tiên, mình xin điểm qua một cập nhật gần đây của PowerPoint, đó là chúng ta đã có thể xuất video chất lượng 4K ngay trực tiếp từ PowerPoint. Và nhân vật chính mình muốn giới thiệu với mọi người ngày hôm nay, đó là tính năng 3D của Office 365. Tại sao mình nói nó kinh khủng? Bởi vì thực sự nó mang lại cảm giác rất phấn khích, cảm giác muốn bùng nổ cho những ai lần đầu tiên sử dụng nó. Đầu tiên, với những bạn sử dụng Office 365, chúng ta vào trong phần Insert, chúng ta sẽ thấy được tính năng trên hình ảnh 3D vào trong PowerPoint. Và chúng ta có thể tìm kiếm online những hình ảnh 3D trực tiếp ở trên PowerPoint. Những hình ảnh nhìn qua thì rất bình thường, nhưng khi chúng ta xoay trục 3D của nó, điều bất ngờ sẽ diễn ra. Và đây chính là cái điều kinh khủng mà mình nói đến ở đầu video. Có nằm mơ mình cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh PowerPoint có thể làm được như vậy. Những bài thuyết trình, những bài giảng sẽ trở nên sinh động, trực quan và hấp dẫn hơn bao giờ hết nhờ vào tính năng 3D này. Nhiều bạn sẽ bị hiểu nhầm là tính năng này sẽ chỉ có một số những hình ảnh mẫu có sẵn. Không, nó không khác gì chúng ta tìm kiếm hình ảnh ở trên Google cả. Giả dụ mình tìm kiếm hình ảnh một số 9 để làm slide giới thiệu về Night Slide chẳng hạn. Mọi người sẽ thấy số lượng hình ảnh được tìm kiếm ra rất nhiều. Tất cả hình ảnh đều mang lại chất lượng và trải nghiệm rất tuyệt vời dành cho người dùng. Không những thế, tính năng này còn cho phép bạn chèn trực tiếp một file 3D ở trên máy tính của bạn. Tính năng này sẽ đọc được một số dạng đuôi 3D như sau. Những đuôi này các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm dễ dàng ở trên Google. Mọi người có thể thấy hình ảnh rất ok, phải không ạ? Không chỉ có được những hình ảnh rất tuyệt vời, tính năng này còn giúp chúng ta làm những hiệu ứng rất ấn tượng nữa. Ở ví dụ này, mình sẽ kết hợp tính năng đột phá của Office 2016, hiệu Morph và hiệu ứng 3D. Chúng ta có thể hoàn toàn thấy được hiệu ứng chuyển động rất ấn tượng, phải không ạ? Và nếu các bạn vẫn còn nhớ thì toàn bộ hiệu ứng chuyển động trong video tuyển sinh khóa 14 của Night Slide đều được tạo nên bởi hiệu ứng Morph và kết hợp với tính năng 3D này. Và trong bản cập nhật Insider mới nhất của PowerPoint gần đây, sự tuyệt vời của tính năng 3D này còn diễn ra ở mức độ đáng kinh ngạc hơn nữa. Đó chính là chúng ta có thể tạo animation cho hình ảnh 3D, đồng nghĩa với việc hình ảnh 3D có thể chạy xuyên suốt trên toàn bộ slide của mọi người. Và mình xin nhấn mạnh, đây là những animation riêng, mới và chỉ áp dụng cho hình ảnh 3D. Ví dụ mọi người có thể quan sát hiệu xuất hiện mình mới thêm cho trái đất vừa rồi. Và với hiệu nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể cho trái đất xoay quanh mình một cách liên tục, rất trực quan và sinh động, phải không ạ? Với những hiệu này, chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh góc xoay, tốc độ và số vòng lặp của nó. Chúng ta có thể tạo hiệu ứng chuyển động lắc qua lắc lại như thế này. Hoặc hiệu ứng xoay và bật nảy như thế này. Mình tin rằng rất nhiều bạn đang há hốc mồm vì cái hiệu ứng chuyển động này, phải không ạ? Mình đã thử thêm một chút những chuyển động cho những vật thể còn lại ở trên slide và mọi người có thể thấy được kết quả rất tuyệt vời, phải không ạ? Mình tin rằng vậy là đến bây giờ chúng ta đã có thể thấy được PowerPoint giờ nó kinh khủng đến như thế nào. Hãy đồng hành cùng Night Slide ở khóa 15 để được trải nghiệm những tính năng mới nhất, tuyệt vời nhất của PowerPoint mọi người nhé. Hẹn mọi người ở khóa 15 của Night Slide.